lâu lắm mới trở lại chợ Hoàng Hoa Thám các bạn. Hoàng Hoa Thám thì dọc đây nó rất là nhiều cây, nhưng mà có cái chỗ này mình quay nó tiện các bạn, vỉa hè thôi nhưng mà bày khá là nhiều. Quay của chị Lâm. Mà Liên rồi không ngồi đây nữa à? Vâng. Ui, bộ râm đẹp quá. Làm giỏi quá nhỉ, như nghệ nhân nhỉ. Cái như cái này là bao nhiêu tiền đấy ạ? Cái này à? Vâng. Cái này 6 triệu. 6 triệu. Chờ chút cho máy nó sáng. Qua đây thấy đẹp quá thì vào. Mình đọc số đấy ạ, cho anh em có khi để giao lưu được ấy. Đọc số của chị. Số 0936 07 06 05 0936 0936 07 06 05. Đấy. Còn không. Đấy, có cái kéo hay đấy. Kéo cắt tóc của con trai. Đấy, nhìn ra mình biết làm nghệ thuật kia hơn cả con trai làm. Gọi là tí mình cắt như này đâu phải ai cắt được đâu, cắt này là cắt đẹp đấy. Cắt đẹp. Vâng, cắt đẹp đấy, thẩm mỹ cao đấy. Đấy. Cắt đi cho cái răm nó chơi nó đẹp. Vâng. Đấy, kia có một cây sườn liễu rất là đẹp. Quay. Đấy, báo giá cho người trên toàn quốc thì là bao nhiêu đấy? Cây sườn liễu này. 7 triệu. 7 triệu. Đấy, 7 triệu. Hỏi một loạt luôn tí nữa hỏi. Ừ. Cây gần thì bao nhiêu? Cái này đúng 6 triệu. 6 triệu, còn cái này? Cái đấy thì 4 triệu. Đấy, anh em nhớ giá nha. 4 triệu. Bên này là của nhà khác nhỉ? Ờ, cái kia là của nhà em. Cái hồng ngọc mai mà cao cao kia mà lúa lúa thì là bao nhiêu? Cái triệu rưỡi. Triệu rưỡi, đấy. Con nhỏ nhỏ này thì cứ loanh quanh, chắc triệu đổ lại loanh quanh gì đấy. Đấy, cứ loanh quanh. Anh em thích thì alo thôi. Bây giờ đi vào xem cây gì rồi. Cái sân liễu trước các bác nhá. Xem cái sân liễu trước đi. Đấy. Sân liễu cốt to này ít đấy. Sân liễu thường nó dây dây văn nhân ấy. Hoặc là bay bay các bác. Rừng. Đấy, một cây cốt nó to này phải bằng nếu mà cái phần sát gốc nó phải bằng bắp đùi các bác. Bắp đùi cao độ 30 phân. Vài phân dáng trực hoành thiên nhiên thì đúng hơn lối làm miền Nam, nói chung là như vậy. Đấy. À, thích cây nào thì cứ alo anh ra hỏi nhé. Thế tôi sẽ quay mặt sau, nếu chị cắt xong thì quay mặt sau. Kế gần cái kế răng lão rất là già. Cơ quan tôi ở gần đây bác, vừa có việc đi qua đây chứ không phải là lúc nào cũng đi lang thang được đâu các bạn. Đấy, kế gần chậu rất là đẹp, rất đẹp. Cái linh sam đây này, sinh nhật đa nhật loại loại đây này, đây này cũng dành dành mini này. Nay thời tiết mùa thu rồi các bạn, dễ chịu, trời mát, có dấu hiệu của chuẩn bị mưa nhưng mà nói chung là có một chút kiểu như heo may các bạn, mát mát, bắt đầu cảm thấy mùa thu rõ rệt đấy. Nếu ở Hà Nội chắc chuẩn bị có thoang thoảng mùi hoa sữa đâu đó rồi. Sau đó là có mùi hoa sữa, nhưng hoa sữa đầu tiên nó nở rồi. Thế bây giờ mùi thì có thể là thơm nhưng mà đến lúc nó nở rộ thì khủng khiếp lắm đó. Cái hoa sữa nồng nàn là hoàn toàn chính xác cái từ. Nó vừa lãng mạn lại cũng có cái gì đấy nó hơi khó chịu. Nồng nàn. Đang nói về hoa sữa Hà Nội đúng không? Người ở Hà Nội thì nó có cái cảm xúc nó riêng các bạn. Chứ ở đâu cũng có hoa sữa mà. Đấy. Giấy Mỹ chung là dành cho các bác nào mà chơi xinh xắn canh châu xinh xắn đây, đây trang có lẽ là trang đỏ
những cái này thì giá nó chắc độ dưới 1 triệu thôi. Cái hồng mai này là đang nhiều hoa, 1,5 triệu đấy một mâm hoa, chơi thay hoa tươi trong nhà cũng được mà dòng sống rất khỏe. Đang rất nhiều hoa quá đấy, như một cái mâm luôn. À đây, xương cá răng làng đây. Xương cá răng làng cũng rất là hay các bác nhé. Đấy, xương cá. Giá rồi các bác cứ hỏi sau nhé, vì nhiều cây lắm. Đấy, hồng ngọc mai rất là điệu đà nghệ thuật. Cái này mà cho cái chậu khác nó sẽ đẹp hơn. Cây này 1,5 triệu chắc cây này cũng tương đương. Cây này cũng vậy, cây này có thể rẻ hơn chút. Đấy, nói chung là loanh quanh 1 triệu. Bác chuẩn bị tâm lý nó khoảng đấy, còn bác có thể thương lượng được thì tùy. Vạn tuế này, vạn tuế ngồi trên đá. Vạn tuế được một nửa rồi, xương răm rất đẹp. Vâng, đúng rồi, hơi rẻ đấy. Vâng, đấy, mặt sau cũng thế đấy. Cây sân liễu này là bắt mắt đấy. Đấy, cây màu cam này, cây màu cam đẹp. Thể cho em bước qua một tí và xem cây sau này. Đấy, tạm dừng một tí. Rồi, ok. Em mới tán cho nó này. Đây, đấy. Về giờ hoa. Người đẹp mua hoa. Sân vệ rất là đẹp, cái thân của nó đẹp lắm. Cái da của sân liễu gỗ đẹp lắm. Đấy, bạn nữ đi mua hoa thì dễ thương. Ôi, bà này bà bán nhiều hoa ghê nhỉ. Ba cái 40.000. Đấy
này sắp xong, chờ cái này xong để xem nó như nào. Trên biển có đấy, quê đẹp, lá gần như lá Nam Việt. Trước này nó có chút lúa. Hôm nay thời tiết dễ chịu, ngồi đây mát quá. Tạm biệt cô bé xe mục cam. Nhiều khi không để ý được. Để lá kiểu như là nó hơi, nó để mình vườn, để vườn mình để nó lại nắng nó đẹp. Và đây lá mình chỉ để vườn thì nó hơi bị tối. Với lại mình cắt này thì người ta dễ nhìn hơn. Với lại về phơi nắng nó đẹp lắm, lá nó nhỏ đẹp lắm. Và cái dòng này nó như là nó mỏng. Nó xanh quê nhưng mà lá nó như là mỏng. Vâng. Đấy, nuôi được nó như thế này là chỉ việc chơi tốt quá. Cây này được. Dăm dăm khá là dày. Đây là đẹp. Vâng. Đây nhà con thì để gốc kế ở nhà cô gửi ở dưới kia đấy. Vâng. Nó hơi bị cốm, nó bật đấy nó hơi cốm nhưng mà nhà đợt đầu đẹp lắm. Vâng. Cây cối nó ít nắng không em? Đúng không? Cây cối này chính là nó lá nó đẹp lắm đấy. Vâng. Nhưng mà để nó cốm ở dưới là nó nở lá ngon ra. Đúng rồi. Mình để chơi cây bao năm không cắt được đâu, không dám cắt. Cắt dễ mà em. Thế mà có những người chơi hàng trăm cây trong nhà không dám cắt. Nói chung là nhìn là cái tán nó sẵn rồi. Cứ mỗi khi cắt là vẫn phải nhờ lùa kéo và lại không biết cắt ở đâu. Cắt ở đâu? Kiểu rồi cắt là sợ, sợ nó hỏng. Lại sợ hỏng cây. Đấy. Riêng xanh thì không sợ. Thế. Mà mình có cắt vỏ tay cành gì đâu, chỉ cắt lá thôi nhưng mà lá, không dám cắt. Cắt lá thì mình bớt là được một mắt là trong. Bớt mắt ở trong thì là về sau nó cũng lên hàng. Đừng cắt bớt mắt ở trong, đừng cắt tất. Mắt thì bớt cái mắt ở trong. Chị em mua hoa nhiều. Đang kín ra cửa. Đấy, đây là chân về đều lắm. À vâng, nay niên nhà con nghỉ ạ. Đấy. À, ui, con nghỉ rồi. Hoàn thành rồi. Thấy chưa? Anh em nhìn rõ chưa? Đấy. Dương răm. Dương răm đã được đấy rồi. Đẹp đúng không? Sang mà lấy lại tiền giấy nhà này cũng được. Còn chị lấy lại cái giấy nhà này mà thương mại lại cũng được. Nhưng mà vừa nãy hỏi thử mà bảo đắt quá. 12 triệu. Đấy, xoay tí các bác nhé.
mặt đây, mặt chơi đây. Đấy, đẹp chưa? Các bạn nhìn rõ chưa? Đấy, ok rồi đấy, đẹp đấy. Lên đường đấy. Đây, chị nhấc ra đây cho mày. Rồi, rồi, nhấc ra đây để em đứng. Đứng đứng ra giữa. Cho, nhìn nhờ tí. Đấy. Chưa? Nổi bật từ đám đông chưa? Hẹp quá. Tuyệt vời. Chúc chị giao lưu nhanh cái đấy nhá. Cảm ơn bà chủ nhá, cây đẹp quá. Hai cây đẹp. Xin phép đi đây. Rất là đẹp.